cung điện của vu vương bắt đầu từ ngày hôm nay các ngươi sẽ theo bên cạnh vị vu ngưu đại nhân này nghe theo hiệu lệnh của hắn không được làm trái bái kiến vu ngưu đại nhân không cần đa lễ vũ hòa lộ từ nhỏ đã sinh sống tu luyện ở vu thần điện mấy ngày trước mới trở về vương thành vì thế không hiểu về nhân tình thế thái lắm vu thần điện vu thần điện là nơi ký thác tinh thần của man tộc chỉ có vu có tư chất xuất sắc nhất mới có tư cách vào thờ phụng vu thần với tư chất của ngươi, có thể tiến vào Vu Thần Điện, vì thế sống cho tốt đi. Vu thuật cường đại chân chính chỉ có trong Vu Thần Điện mới được truyền thừa, xin nghe theo lời dạy dỗ của đại nhân. Đi đi, đại nhân bảo trọng. Đại nhân, hắn chẳng qua chỉ là một đại vu sư, tại sao lại giao vũ lộ cho hắn? Đi theo hắn mới có hy vọng sống được. Lát sau tại phòng của Dương Khai, vừa mới có được điều lệnh của Vu Vương đại nhân, muốn ta chia 25 con chim ưng khổng lồ đến vương thành ta cho ngươi thời gian một ngày, điều 25 người có biểu hiện kém nhất về lại đội ngũ của từng người. Đó. Mấy người các ngươi nhân thời gian mấy ngày này thành thục chuyện làm sao để phát huy được năng lực của bản thân trong chiến tranh. Đừng để đến lúc đó tay chân lúng túng, nếu không có chuyện gì, có thể lui xuống nghỉ ngơi rồi. Đó. Thời gian cấp bách. Mình phải nhanh chóng nâng cao thực lực mới được. Ba ngày sau đó, cuối cùng cũng đã đạt được trung phẩm đại vu sư rồi để ta thử xem thực lực hiện tại như nào. Men vừa thử chút đã đánh tan vách của căn nhà. Dừng dừng, nếu không không có chỗ nghỉ ngơi rồi. Tiếng hiệu lệnh. Cảnh chuyển tới cung điện của Vu Đãng. Chư vị, hôm kia, các Vu Thánh đại nhân đã đi sâu vào nội địa của Ma dân huyết chiến với cường giả của Ma dân, Tam Thánh bị trọng thương rơi vào giấc ngủ say, chỉ có duy nhất Hùng đại nhân may mắn thoát được. Ngay cả Vu Thánh đại nhân cũng thất bại, chúng ta còn có hy vọng sao? cường giả của ma dân cũng bị tổn thất thê thảm, lần này không tính là chúng ta thua. Chúng ta phải nhân cơ hội này, giết sạch những ma dân khác. Để bảo toàn chư bộ của man tộc chúng ta, chúng ta chỉ có một lựa chọn, tử chiến. Các dũng sĩ của man tộc, ma dân tà ác chiếm cứ đất của tộc nhân chúng ta, làm hại tộc nhân chúng ta, hãy cầm vũ khí lên, chiến đấu đi. Vu ngưu bộ, xuất phát. Phía trước không một bóng người, có lẽ là bị ma dân dọa chạy hết rồi. Vậy mọi người ở đó chỉnh đốn lại. Tốt quá rồi, cũng coi như có thể nghỉ ngơi rồi. Ngày nào cũng lên đường, ta sắp đói đến gầy người rồi. Mọi người cùng nhau nhóm lửa nướng thịt. Ai cũng uống no nê chuẩn bị tốt cho chiến đấu. Đã lâu lắm rồi chưa được ăn đồ ăn ngon như vậy. Một chiếc đầu lâu với luồng ma khí đen kỳ xuất hiện, kẻ địch tấn công, thượng cổ ma khí. Đây là thứ gì vậy? A à, Ngưu đại nhân, chúng ta hiện giờ phải làm sao? Anh à, Ngưu, ngươi làm sao thế? Mê nhớ lại cuộc chiến với ma khí khi ở Phong Lâm Thành, đều nâng cao cảnh giác cho ta. Những yêu ma này, bất kỳ kẻ nào nhiễm phải một chút đều có thể sẽ bị ma hóa, trở thành ma nhân. Trở thành ma nhân. Đừng hoảng, tất cả Vu sử dụng Vu thuật làm là chắn bảo vệ chiến sĩ phía sau. dạ à, Chiếc đầu lâu đang thổi ra một luồng ma khí tới chỗ các Vu sư. Đây là thứ gì vậy? lá chắn của bọn họ đã bị đánh tan. Cung tiễn thủ tùy lúc làm tốt chuẩn bị, ta phải khu trừ ma khí trước khi ma nhân thành hình. Lần này thì không ổn rồi, ma khí tập kích lần này sớm đã khiến không ít tộc nhân nhiễm phải rồi, chỉ sợ. Mên bắt đầu triển khai bí thuật xua tan ma khí đi. Hai người họ cũng sắt cánh cùng Mên. Ú, tộ. A à, ngưu, ma khí tán đi rồi. Đừng thả lỏng, mọi việc không đơn giản vậy đâu. Đã có hai người bị ma hóa, một tên trong đó đã di chuyển chớp nhoáng qua người A Hổ. Hắn đã lao tới cắt cổ một người. Sao lại thế này chứ? Bọn họ bị ma hóa bắt đầu chém giết loạn lên. Ta phải giết các ngươi. Cô ấy sợ hãi thét lên. Mên đã sử dụng tỏa ma liên bay tới trói lại, quật mạnh tên đó xuống đất. Tiếp đó Mên dùng tỏa ma liên trói chặt man tộc đã bị ma hóa. Ma nhân đã thành hình rồi. Vừa mới xuất trinh, đã toàn quân bị diệt rồi, chúng ta còn chưa thua toàn lực tịnh hóa còn có sức lực thì mau chóng cầm vũ khí lên chiến đấu tạ đậu xanh quy mô của ma khí lớn hơn tưởng tượng đã bắt đầu sang trạng thái dính vào nhau rồi bắt buộc phải nghĩ cách phá cục tình hình dưới mặt đất mà dính vào nhau vậy thì chỉ có thể phá cục từ bên trên đội không kỵ đã xuất hiện tấn công tới ma dân bên dưới a à ngưu là lúc này nên ra tay rồi đã đến lúc nên ra tay rồi A Hoa. Lát sau, đây là, thắng rồi sao? Cho dù thắng, cũng là thắng trong thê thảm. A Hổ, ngươi làm sao vậy? Chắc không phải hắn bị ma hóa rồi chứ. Mên tiến tới vỗ vai. A Hổ, ngươi làm sao vậy? Ta không sao, nếu như ta cẩn thận hơn chút, thì có thể bớt chết vài người. Mọi người đều có trách nhiệm, không cần tự trách. Kỳ lạ, vì sao trong cơ thể A Hổ lại không hề có dấu vết bị lây nhiễm ma khí chứ? Không được, không cứu về được nữa rồi. Vu Ngưu đại nhân, ngài muốn làm gì vậy? Nên sử dụng bí thuật vào trong tâm trí của người đó. Một luồng ma khí đang từ từ bay ra. Đây là. Không cần ngâm chú ngữ đã có thể thi triển thị huyết thuật. Đây là thuật do tâm sinh, cơ thể của anh ta đã thay đổi. Đôi mắt đã trở lại. Vu Ngưu, đại nhân. Mau tìm về chính mình, các huynh đệ của ngươi đang đợi ngươi đấy. Anh em mày tin mày bạn bè mày tin mày. Hắn ta đang cố gắng chống trả đẩy lui ma khí bên trong cơ thể ra bên ngoài. Men dùng một kích đánh tan luồng ma khí vừa thoát ra. Hắn không sao chứ, không sao, chỉ là ngất đi thôi, đợi hắn tỉnh lại là ổn thôi. Vu Ngưu đại nhân, thị huyết thuật có thể khắc chế ma khí. Tình hình cụ thể, ta cũng không rõ nữa, bị ma hóa đều là những chiến sĩ yếu đuối, A Hổ cường tráng thì không bị ảnh hưởng. Ta đoán, khí huyết chi lực có tác dụng chống đỡ lại ma khí. Cho nên, ta thi triển thị huyết thuật đối với hắn, để khí huyết chi lực của hắn tăng thêm gấp mấy lần, ép ma khí ra. Lực quan sát lanh lẹ như vậy, không hổ là người mà vu đăng đại nhân coi trọng. Vũ và Lộ cùng hợp sức thi triển thị huyết thuật tới những người còn lại. Thật tốt quá, mọi người đều được cứu rồi, đã kiên trì được rồi. Một số người do không chịu được, đầu đã bị nổ tan như trái dưa hấu. Có người không chống đỡ được, các vị. Những việc gặp phải hôm nay chính là sự sỉ nhục của vu ngưu bộ ta, ngày khác nhất định sẽ bắt ma dân bồi thường gấp trăm lần. Truyền tin tức này ra ngoài để các bộ tộc khác chuẩn bị tốt, đừng bước lên vết xe đổ. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị xuất phát, tiêu diệt ma dân. Dạ, vu này không đơn giản, ta phải báo với đại nhân. Cảnh chuyển tới một nơi sâu thẳm trong động quật. Đại nhân, hắn ta đang báo lại tình hình đã xảy ra. Thú vị lắm, đám người dị tộc này hình như đã tìm được cách khắc chế chúng ta có cần thuộc hạ dẫn người đem những kẻ dị tộc này không cần ta đích thân tìm hắn tính sổ cảnh chuyển tới một thung lũng nào đó đại nhân chúng ta phải đi đâu ma quật đại nhân ngài biết ma quật ở đâu khi chúng ta rời khỏi thôn trong thôn có dấu một sa ma ta đã để lại chút thủ đoạn truy tung trên người hắn sa ma đó luôn dừng lại ở kia ở đó rất có khả năng là xào huyệt của ma dân. Đại nhân, bọn ta nguyện đến đó thăm dò tình hình. Ở đó có bao nhiêu ma dân cường giả còn chưa biết. Nên để ta đi, các ngươi ở lại bảo vệ mọi người. Vâng. Lát sau ở sâu trong hang động. Kia là tộc nhân của tứ đại man tộc bị ma hóa. Phải nhanh chóng nghe ngóng tin tức, sớm giải cứu họ. Mên cảm nhận phía sau đang có những ánh mắt nhìn mình. Ma quật có yêu thú sao? nên sử dụng hư vô ẩn thân. Không biết yêu thú của ma tộc và yêu thú bình thường khác gì nhau, bắt một con về nghiên cứu xem. Động tĩnh lớn như vậy, ta phải nấp thôi. Ừm, dùng sức, tiếng gì vậy? Bên tai men vang lên những âm thanh kỳ lạ. Cô ta đang đọc thuật chú gì đó vào tai men. Sao lại nấp đến đây rồi, đây là con đường ta chưa từng nghĩ đến. Nữ ma này có thực lực thượng phẩm vu vương phía sau đã có một tên kẻ con dao lên cổ mên. Mên nhanh chóng tấn công thoát khỏi hắn ta. Quay lại tặng thêm cho hắn một đấm vào ngực, thần hồn tấn công. Một bóng người đang lao tới. Mên cũng nhảy tới đáp lại, hai người va chạm nhau một tiếng nổ vang lên, khiến mặt đất rung chuyển. Không ngờ ngươi có thể tìm đến đây. Chúng ta quen sao? Bây giờ không phải quen rồi sao? Bổn vương, tên xa nhã, ma vương, trên người có ma thánh. Tiểu đệ đệ muốn thu thập tình báo, thủ đoạn không cao minh lắm nhỉ. Nếu ngươi không muốn nói thì thôi. Nói cho ngươi cũng không sao, trên Ma Vương chính là Ma Thánh, không lâu trước còn đánh một trận với thánh giả của các ngươi. Đáng tiếc không nhìn thấy trận chiến đó, cẩn thận xem được mất luôn mạng. Tất cả mọi thứ của ta đều rất cứng, đặc biệt là mạng. Vậy ta muốn xem thử. Sẽ có cơ hội thôi, nếu trên ngươi là Ma Thánh, vậy dưới ngươi là gì? Bên dưới ta là gì? Ngươi đến mà nhìn. Được, để ta nhìn. Sa Nhã dùng mỹ thuật mê hoặc mên, hi hi, để ta. Để ta ôm ngươi thử nhé. Để ta ôm, ôm ngươi thật chặt. Đau quá. Sao ngươi lại? Mỹ thuật nhỏ bé muốn mê hoặc bổn tọa sao? Sa Nhã hét lên tấn công nhằm thoát khỏi vòng tay của mên, lại là thần hồn tấn công. Dị tộc nhân, ngươi thành công kích nộ ta rồi. Ta phải khiến ngươi trở thành nô lệ của ta dây vò ngươi từ từ. Chỉ vậy thôi, một con rắn nhỏ lao tới muốn đớp mên một cái. Mên dùng tay bóp nát đầu của nó, cho vớ vẩn, cô ấy tức giận lừa mên. Sa nhã ra lệnh cho đám ma dân lao tới. Mên lấy ra bách vạn kiếm. Này này này, chỗ này nhét kẽ răng cũng không đủ, động đất. Trong chớp mắt đã có thêm ma dân tiến tới bao vây lấy mên, thật bỉ ổi. Sử dụng ma hải chiến thuật sao? giờ đủ chưa không phải đánh giỏi lắm sao đánh đi đủ lắm luôn ta không chơi với ngươi nữa bọn chúng đã bắt đầu lao tới mên dùng kiếm chia từng tên ra làm đôi một lũ rác rưởi còn ai muốn lên nữa không không thì tiệc đứng đi đột nhiên có thứ gì đó màu xanh chảy vào vai mên lục ma tộc tặc nhân dùng độc sao ha 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 ngươi nếu quỳ xuống cầu xin ta có thể nhận ngươi làm nô lệ cho ngươi sống. Thật ngại quá, ngại quá, ta không có hứng thú với rẻ rách. Ta phải xé nát mồm ngươi, có gan thì đuổi theo. Ta muốn hắn phải trả giá. Đại nhân, có cần phái người đuổi theo không? Không cần, hắn đã trúng lục ma chi độc, trừ phi chuyển hóa ma nhân, nếu không, chết chắc. Cảnh chuyển tới bên trong thung lũng. A ngưu, ngươi đây là, làm sao vậy? Không cẩn thận bị trúng độc, đừng lại gần ta, cẩn thận bị truyền nhiễm đấy. Lục Ma chi độc, cô biết loại độc này sao? Độc này sẽ không truyền nhiễm, nhưng ngươi là hết cách cứu rồi. Vu thần điện có điển tịch ghi chép của ma tộc, Lục Ma chi độc chính là trạng thái của người hiện giờ, muốn giải trừ chỉ có biến thành ma nhân, nếu không chắc chắn phải chết. Đại nhân, người còn có gì ngôn gì nữa không? Chúng ta có thể truyền đạt thay ngài. Ta còn chưa chết đâu, đợi người chết rồi thì không còn cơ hội để nói nữa rồi. Ta không chết được đâu. Mặc dù không biết vì sao, nhưng ta hiện giờ cảm giác rất ổn, mọi người yên tâm. Lẽ nào hắn chuẩn bị ma hóa rồi? Hiểu biết của các ngươi về ma tộc có nhiều không? Thông tin ghi chép trên điển tịch rất ít. Ngoại trừ Lục Ma gia, chỉ biết là còn có một loại hồng ma. Hồng ma, có phải là da hỏa lùn béo, làn da màu hồng không? Hoặc là, hồng ma còn gọi là bạo liệt ma, chúng phụ trách ma, đồng quy vu tận với kẻ địch. Còn có loại ma tộc như vậy nếu không phải biết rõ tình hình, gặp phải đại quân hồng ma như vậy, sẽ bị thiệt lớn mất. Đúng rồi, mên mang ra con ma thú bắt được trước đó. Có ma tộc, đây là mọc từ đâu ra vậy? Đừng hoảng, đây là ma thú mà ta bắt đến, các ngươi xem có thể tìm nhược điểm để chúng ta dùng không. Các ngươi cứ từ từ nghiên cứu, ta đi nghỉ ngơi một chút đã, giao cho chúng ta đi. He he, để ta xem thử trên người nó có gì thú vị nào con ma thú lúc này chỉ biết co do lại. A à Ngưu đã ở trong đó ba ngày rồi, liệu có xảy ra chuyện gì không? Ngươi xem ngươi nói cái gì vậy? Nói sai rồi nói sai rồi. Động đất, tiếng báo động đang vang lên. A à Ngưu, ngươi không sao rồi hả? Không có gì đáng ngại, không cần lo lắng. Ha ha, nhanh như vậy đã không đợi nổi rồi hả? Mặc dù hắn đã áp chế độc tố trong cơ thể, nhìn không ra. Nhưng trời mời biết hắn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Ma tộc đã đánh đến rồi, các dũng sĩ của Vu Ngưu bộ, các ngươi đều đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Đều đã chuẩn bị tốt rồi. Chiến đấu đi. Thị huyết thuật, khinh danh thuật, thạch giáp thuật, cự lực thuật. Mọi người nhận huyết thần, xông lên chiến đấu đi. Giết, đó là man tộc nhân đã bị ma hóa. Đừng thủ hạ lưu tình chỉ có sớm tiêu diệt ma tộc, mới có thể tránh được có thêm càng nhiều tộc nhân bị bức hại như vậy. Vì đồng bào vì tương lai tử chiến lúc này trên chiến trường hai bên bắt đầu va vào nhau lưỡi diều gần chạm vào mặt anh ta cũng may có a hổ kịp thời tới chặn lại hô lên giết một lũ phế vật bọn chúng có thêm sức mạnh của vu đã mạnh hơn ma hóa nhân cứ tiếp tục như vậy sợ là toàn quân hủy diệt mất ma nhân nô lệ mà thôi chết bao nhiêu cũng không sao then chốt của cuộc chiến này nằm ở người đó hắn có lẽ sắp đến cực hạn rồi chứ tránh hết ra. Đột nhiên xuất hiện hai tên hồng ma đang lao tới chỗ mọi người. Một mũi tên đã bắn xuyên qua chán hắn. Ta bảo sao là lạ, may mà có không kỵ binh. Thứ này nếu tiếp cận trước thân người cùng nổ, có lẽ kinh khủng lắm. Đáng chết, sao chúng biết sự tồn tại của hồng ma? Sa nhã ra lệnh cho thuộc hạ tiến lên, giết chúng. Bọn chúng lao ra từ trong không gian, âm thầm ám sát các vu. Thanh Điệp đã xuất hiện cản lại đao của tên đó. Giết chóc. Cái gì? Lễ hội. Cô ấy bay lượn trên không cắt bay đầu từng tên một. Mẹ, số lượng nhiều quá. Mên thi triển, ưng nhãn thuật. Nhìn được rõ ràng hơn rồi. A hoa bắn xuyên táo luôn một tên. Ở gần đó sấm sét cũng đang giáng xuống đám ma dân. Thành công rồi. Bên dưới đất một bàn tay đang từ từ xuất hiện. A hổ đã phát hiện. A hổ lao tới đỡ lại một kích từ ma nhân quanh cơ thể A Hổ đã có tỏa ma liên của mên bảo vệ. Sinh mệnh tỏa liệm, khốn nạn. Xem ra, phải dùng đòn triệt hạ rồi, ra đi. Mọi người nghe vậy có chút lo lắng. Các ngươi thể hiện đủ rồi, đã đến lúc. Ma dân ta vào sân rồi. Ma dân cưỡi ma thú xông tới tấn công các vu của man tộc. Đội không kỵ đã xuất hiện xả tên. Đến lượt chúng ta ra trận rồi. Vũ và lễ dẫn đầu một đội quân không kỵ xuất hiện. Man tộc này đang dở trò gì vậy? Các ngươi sắp tiêu đời rồi. Hắn đến sau lưng ta từ lúc nào vậy? Joe đã nghĩ kỹ kiệt đầu quân cho vòng tay ấm áp của đại ma thần chưa? Vẫn đang suy nghĩ, nếu như ngươi có thể giải lục độc, ta nói không chừng sẽ lập tức gia nhập. Lục ma chi độc không thể hóa giải, trừ phi, ngươi trở thành nô dịch của ta. Chỉ có cách này thôi sao? Nếu như là vậy, vẫn là miễn đi. Ta từng thấy kết cục của các tộc nhân sau khi ma hóa. Ta có thể khiến ngươi sau khi ma hóa vẫn có thể giữ lại thần trí. Chỉ có ngươi mới đáng để ta trả giá một chút. Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta cũng không biết phải báo đáp ngươi thế nào nữa. Đậu xanh, còn kéo dài tiếp tình thế sẽ bất lợi với ta. Vậy chúng ta hiện giờ bắt đầu đi, cô nói xem ma hóa phải làm thế nào. Thu ngươi làm nô dịch, ta có thể có lợi ích gì? Cô muốn có được thứ gì? Vậy phải xem thành ý của ngươi rồi. Cái này đơn giản. Ta đi rồi sẽ về ngay. Phía sau có kẻ địch. Cẩn thận. Sử hắn. Cút đi. Đừng cản đường. Dứt khoát rõ ràng. Chính là nam nhân mà ta muốn. Đại nhân, sao ngài lại công kích như vậy chứ? Hơn nữa, còn từ bên đó qua đây. Các ngươi qua đây với ta một chút. Đại nhân, ngài muốn làm gì hả? Khi vu đãng đại nhân giao các ngươi cho ta, nói gì các ngươi đã quên rồi hả? Nếu như là vì man tộc, chúng ta tự nhiên sẽ nghe theo, như ngươi lúc này. Có dám nói không có ý đầu hàng ma tộc không? Đừng nói linh tinh, A Ngưu không thể nào làm loại việc đó. Đúng chứ, A Ngưu. Cảm nhận của các ngươi cũng nhạy bén lắm. Lục ma chi độc, muốn giải trừ chỉ có chuyển hóa thành ma nhân. Đại nhân, ngươi thật sự khiến chúng ta quá thất vọng. A Ngưu, sao? Sao ngươi lại như vậy chứ? Sao ta không thể thế này? Hơn nữa cứ cho các ngươi biết rồi. Thì có thể làm gì chứ? Ngươi đang phạm phải sai lầm lớn. Đại nhân, hiện giờ quay đầu vẫn còn kịp. Mên bất ngờ thấy có người cản đường, điệp. Đại nhân, vô Ngưu muốn đầu hàng ma tộc, mau ngăn cản hắn. Sao hả? Cô muốn ngăn cản ta. Cô ấy trừng mắt nhìn Mên nhưng không nói gì cả. Không cản thì tránh ra. A ngưu, cẩn thận nên cứ vậy tiến tới. A à Ngưu, Vu Đãng đại nhân sẽ không tha cho ngươi đâu, ngươi đúng là đồ tham sống sợ chết. Thành ý thế này, đã đủ chưa? Giết chết à đi, ta sẽ tin tưởng ngươi. Hãy giết ta, tha cho cô ấy, tỉ muội tình thâm, thật khiến người ta cảm động. Đáng tiếc, Mên Tung chân sút cô ấy bay đi. Ú. Đây là mệnh lệnh đầu tiên của xa Nhã đại nhân, ta phải tuân thủ cho tốt mới được. Thả cô ấy ra, Dừng tay, dừng tay lại. Cô ấy đã được men cho biến thành vũng tiết. Đừng mà, ha ha ha. Đại nhân, thành ý thế này đã đủ chưa? Đủ rồi, hiện giờ bước đến trước mặt ta quỳ xuống. Ta đau chân, không quỳ được. Lừa quỷ hả? Không nghe lệnh ta, ngươi muốn chết. Có những thứ cần phải kiên trì, đại nhân ngươi không hiểu sự cố chấp của nam nhân chúng ta đâu. Thật đúng là nực cười, ngươi đến thuộc hạ của mình cũng giết, lại không chịu quỳ trước mặt ta, đây là hai chuyện khác nhau. Được rồi, nếu như ngươi đã thể hiện thành ý, vậy hiện giờ cũng đến lượt ta rồi. Còn không qua đây, lẽ nào ngươi còn muốn ta đến đó? Đến đây, cô ấy đặt tay lên chán men truyền ma khí vào. Ừm, đúng là cảm nhận được lục ma độc trong cơ thể bị ép ra ngoài cơ thể rồi. Đây là xong rồi sao? Còn thiếu một loại, ma tâm của ta. Cô ấy lấy ra trái tim của mình. Cô lấy ra như vậy, sẽ không ảnh hưởng gì đến chính mình chứ. thứ này có thể chính là căn cơ của à. trong ma tộc ta phàm là cường giả có thành quả tu luyện đều có ma tâm của chính mình. ma tâm bất diệt, ma tộc bất tử. lần đầu tiên nghe nói đến, có thể cho ta xem thử không? sao? có cần ta thể hiện thêm thành ý không? sai nhã im lặng quan sát mền. cầm lấy, cẩn thận chút, đừng làm hỏng. được. ngươi còn do dự gì? còn không mau bóp nát nó? Cô mang ma tâm ra, không đơn thuần là để khiến ta kinh ngạc chứ. Đương nhiên. Nuốt xuống, từ nay về sau ngươi chính là người của ta. Mên đưa luôn vào miệng mà nuốt. Hỏng rồi, Vu Ngưu thực sự gia nhập ma tộc rồi. Lộ cũng chết uổng rồi, còn nghĩ chán vì lấy tín nhiệm mới hy sinh lộ. Tuy tình thế chiến trường một bên đó rất bất lợi cho ta, nhưng có một đại tướng cũng coi như đáng sự lựa chọn sáng suốt. Ta còn chưa hỏi ngươi tên gì? Vu Ngưu được vậy thì bây giờ chúng ta hãy kết thúc chiến tranh nực cười này đi đột nhiên một thanh kiếm đâm xuyên ngực xa nhã đại nhân thấy thế nào nuốt ma huyết của ta tại sao vẫn phản lại được ý chí của ta tại sao có lẽ cô đến chết cũng không biết tại sao vì lấy lòng tin của ta không tiếc giết một thuộc hạ muốn có được gì đó thì đều phải trả giá thôi nuốt ma huyết của ta tất cả hoạt động tâm lý đều không thoát được cảm trị của ta mới đúng. Ngươi rốt cuộc làm thế nào? Không thể nói được. Sai nhã đại nhân. Không phải chứ, thật sự. Mên quay lại lườm bọn chúng. Lý trí nói cho ta không nên ghi hận hắn, nhưng... Nhưng... Lộ. Mên nghe vậy mà thở dài. Lộ chưa chết. Cái gì? Ta vốn nghĩ tỉ muội thông minh sắc sảo, có lẽ sẽ cảm ứng được. Có điều cũng đúng, dù sao cách một bức tường thế giới cơ mà lộ tỷ tỷ cẩn thận Vu Ngưu phản rồi hóa ra là vậy ta hiểu rồi Vu Ngưu đại nhân không phản tất cả vừa rồi đều là diễn kịch để lấy lòng tin của Ma Vương giả dạ sao ừm may mà có Vu Ngưu đại nhân Ma Vương đó cũng bị giết rồi sao không dùng chút thủ đoạn thì không thể khiến cô ta lơ là cảnh giác sau đó tiếp cận được hơn nữa ta cũng không biết cô ta có át chủ bài gì tóm lại khiến các cô kinh sợ rồi. Ta trước đó có chút hiểu lầm đối với đại nhân. Ta cũng vậy. Mấy lời đó không cần nói. Bây giờ, chúng ta hãy kết thúc cuộc chiến tranh này đi. Lúc này trên chiến trường. Giết. Vua của man tộc đang đánh giết đám ma dân còn lại. Các vị, một hơi kết thúc trận chiến này đi. Vua Ngưu đại nhân quay về rồi. Mấy tên ma nhân đang bỏ chạy. Một tên đã bị mên áp chế đè xuống dưới đất. Sao có thể chứ, bản mệnh thần thông thất bại rồi lần này chạy không thoát nữa rồi chứ. Ha ha. Đội không kỵ đang đuổi giết đám ma dân chuyên ám sát. Vua của man tộc đang ngắm hạ nốt mấy tên còn sót đang bỏ trốn. Thắng lợi rồi. Thắng rồi. Quét dọn chiến trường, chăm sóc những người bị thương. Một người đang kiên trì thu phục con ma thú. Thật tốt quá, ngự thú thuật có thể có tác dụng với ma thú này. Vua Ngưu Đại Nhân, ngài không sao chứ. Vua Ngưu Đại Nhân ta sao không? Vũ lộ, dẫn người vào trong ma quật bên kia kiểm tra một chút, nơi đó sẽ là nơi cư trú của chúng ta mấy tháng tới. Dạ. À. Cảnh chuyển tới ma quật. Không chỉ là lục ma chi độc, đến ma tâm chi huyết của ma vương cũng không có tác dụng gì với ta hết. Cổ ma chi khí sao? Đan điền của ta còn có kim ngân lưỡng sắc thụ phong ấn cổ ma chi khí cực kỳ tinh thuần nữa. Trừ phi ma khí chiếm nhiễm tinh thuần hơn cả thượng cổ ma khí, nếu không đều không thể nào sinh ra hiệu quả đối với ta. Thượng cổ hắc đồng cự ma kia rốt cuộc là thứ gì vậy? Đến ma tâm chi huyết của Sa Nhã cũng không thể nào so sánh được với ma khí của hắn, lẽ nào là ma thánh? Trong khi đó bên trong tiểu huyền giới, ta đã bay mấy ngày ở đây rồi, vẫn không tìm được đường ra, thế giới này giống như một nhà tù vậy. Hơi thở của Vu Ngưu kia chỉ là ma sư mà thôi, sao lại có thể chống đỡ lại ma tâm chi huyết của ma vương như ta chứ? Tức chết mất tức chết ta mất thôi. Tiểu tử đó thật quá quỷ dị. Vô luận là thế nào, cũng phải đem tin tức cửa Vu Ngưu phát tán ra, để những ma vương khác cẩn thận. Là ai lén lén lút lút nhìn gì hả ra đây cho ta? Có phải ngươi không? Vu Ngưu. Một con thỏ đang đứng nhìn cô ta. Ấy. Ma vương đại nhân, chào buổi sáng. Chào cái đầu nhà ngươi ý. Xem ra ta đoán không sai, cho dù là đâm xuyên qua ma tâm kia của cô, cô cũng không chết được, mạng của ma tộc đều lớn vậy hả? Hừ, nơi này là nơi nào? ngươi đem ta đến đây là muốn làm gì nơi này là thế giới của ta ở nơi này ta là chúa tể còn về vì sao lại đưa cô đến đây đương nhiên là để dạy dỗ cô rồi ha thú vị đây cũng là lần đầu tiên nghe được người khác nói như vậy với ta ngươi nên cảm thấy vui mừng vì trong mắt của ta ngươi vẫn còn có chút giá trị nếu không sớm đã là người chết rồi ha ha vậy không biết trong mắt của ngươi ta có giá trị gì ta đã nói rồi ta không có hứng thú với giày rách. Đặc biệt là thứ giống như ngươi, thối nát đến mức chó cũng không thèm ngửi. Sa nhã tức giận hét lên, tỏa ra sức mạnh. Nực cười, men búng tay một cái đã đánh bay cô ta đi. Không thể dùng được bất kỳ sức mạnh nào, tùy tiện ra tay cũng có thể khiến ta bị thương, đây là chuyện mà ngay cả ma thánh đại nhân cũng không làm được. Sa nhã nhận thêm một đòn nữa thổ huyết. Lại dám, chơi đùa ta như thế, người đâu rồi? Ở đây, ta là chúa tể cho dù đại ma thần của ngươi có đến thì cũng phải quỳ ở đây xưng thần cho ta. Chạy, mình buộc phải mau chóng thoát khỏi. Sao có thể được? Ta rõ ràng không cảm nhận được chấn động gì. Sao ngươi lại ở đây? Thật sự gặp quỷ rồi. Kia là máu của mình, mình rõ ràng là chạy theo hương khác mà, sao lại chạy về đây? Cảnh sắc này hoàn toàn không thay đổi, lẽ nào vừa rồi mình chỉ đang ảo giác chạy như bay? Không chạy nữa rồi rốt cuộc ngươi đã làm gì với ta? Ta muốn ngươi sống, thì ngươi được sống. Ta muốn ngươi chết, thì cho dù thế nào ngươi cũng không sống được. Sau đó là những tiếng hét thất thanh từ xa nhã. Thế giới, thế giới đang bài trừ ta. Thế giới muốn giết ta. Đại nhân, đại nhân tha mạng. Sa nhã nguyện ý trung thành với ngài. Mở thức hải của ngươi ra. Rõ, bên trong thức hải của sa nhã. Được rồi. Mặc dù rất đáng ghét, nhưng ở khoảng cách gần, nhìn chủ nhân rất đẹp trai. Không đúng, đây là ảnh hưởng của bí thuật thần hồn khắc lạc ấn để lại. Sao có thể được, lạc ấn hắn khắc mà ma vương như mình lại không thể dao động được chút gì. Chắc ngươi cũng đã biết, ta có thể cảm nhận được bất cứ suy nghĩ không tốt gì của ngươi. Đại nhân, ta sai rồi, từ nay về sau xa nhã đã là người của đại nhân rồi, vẫn mong đại nhân thương xót nhiều hơn. Đột nhiên cơ thể xa nhã bị đánh thủng một lỗ phun tiết ra bên ngoài. Lần sau dám thi triển mỹ thuật với ta, thì cái lỗ này sẽ ở đầu ngươi đấy." Cô ấy run rẩy vội quỳ xuống xin lỗi, "Vâng vâng." Ngươi trước đó từng nói, "Ma tâm bất diệt, ma tộc bất tử." "Ma tâm đã là điểm căn cơ của ngươi, tại sao ta phá hoại hai lần cũng không lấy mạng ngươi được?" "Ta có hai ma tâm, bất kỳ ma tâm nào tồn tại, ta sẽ không chết. Ma tộc cường giả khác cũng như vậy." Đại đa số đều dùng nhiều ma tâm, chỉ có số cực ít mới dùng một đại nhân về sau nếu muốn giết chết ma vương trở lên thì phải đảm bảo ma tâm của họ hoàn toàn bị hủy hoại mới được ta biết rồi lời của ta chọc hắn tức giận chỗ nào vậy uống đan dược bên trong vào lát nữa còn có chuyện cần hỏi ngươi vâng thật kỳ lạ viên đan dược này đã phục hồi ám thương trước đó ta bị rồi được rồi nói cho ta các ngươi từ đâu đến ma vực là sự tồn tại đồng đẳng với nơi mà đại nhân ở này ý ngươi là còn có nhiều thế giới như vậy. Theo ghi chép tổ bối để lại, trong không trung vô tận này đúng là có không ít đại thế giới. Chỉ là giữa các thế giới có giới bích ngăn cách, không thể dễ dàng cảm giác được. Mà giới bích với ma vực của thế giới nơi đại nhân ở này là Ma Thần đại nhân đích thân đã thông, Ma Thần, đó là sự tồn tại thế nào? Ở ma vực, là mạnh nhất thì mới có tư cách thành Ma Thần. Mạnh nhất chỉ có một thôi sao? Ma tộc trăm tộc, sao chỉ có một được? nói cho ta tất cả những chuyện ngươi biết liên quan đến ma vực và ma tộc. Ma tộc rất nhiều chủng loại, mỗi một chủng tộc đều có thiên phú thần thông của bản thân. Ví dụ như mị thuật chính là mị hoặc chi quang, là một loại năng lực sinh ra đã có, còn ảnh ma thì là. Được rồi, tiếp theo ta đưa ngươi ra ngoài gặp tộc nhân của ta. Vâng, đại nhân. Cô ta bước ra ngoài cùng với men. Xa nhã, à ta chưa chết. Mọi người không cần căng thẳng, ta hiện giờ là nô lệ của vu ngưu đại nhân, sẽ không có ác ý với các người. Nô lệ, nô lệ thì sao? bọn ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Lát sau đám nam nhân đã bị mị thuật làm mờ mắt. Sa đại nhân, đây gọi là vũ đạo gì vậy? Sa đại nhân, ta muốn học nhảy với cô. Với cái bụng to của ngươi, thì chỉ có nhảy điệu ra bụng thôi. Xem ra năm ngày này ngươi và tộc nhân của ta tiếp xúc không tồi. Ta chỉ là một số chuyện có thể làm mà thôi, ví dụ khiến tộc nhân của đại nhân thuần hóa ma thú tốt hơn. Ừm, ở gần đây còn có ma tộc cứ điểm khác nữa đúng không? Cái gần đây nhất ở chỗ nào? Cách 300 dặm, hiện giờ các ma thánh đại nhân đều đang tu dưỡng, cho nên ma tộc bọn ta đành phải án binh bất động. Mà cứ điểm đó chỉ có một phu sư tọa chấn, nhân thủ có lẽ khoảng một nghìn người. Với sức mạnh bây giờ của chúng ta, có thể nuốt chửng họ tùy ý. Không, ta muốn hắn tự qua đây. Ý ngài là, hiểu rồi, giữa ma tộc bọn ta có phương thức để liên hệ với nhau. Vậy đi chuẩn bị đi, cần làm gì, không cần ta dạy ngươi chứ. Bổn vương luyện công đến bước quan trọng, không thể phân thân, có dị tộc đại đến tấn công, sau khi nhận tin tức sẽ nhanh chóng đến chi viện. Như vậy được không? Được, đi đi. Lát sau bên ngoài thạch quật, đưa tin qua đó. Vừa rồi đại nhân mệnh lệnh truyền tin tức cho ma tộc gần đây, khiến họ tự chui đầu vào lưới. Ta đi làm việc đây. Điệp vẫn im lặng quan sát cô ta. Cảm thấy thật không tự do. Cô ta đi chưa? Hả? À, từ lúc nào? Không cảm giác được dấu vết di chuyển của cô ta. Theo tin tức, Ma Vương đại nhân đang luyện công, không thể phân thân, mà dị tộc nhân thì đang tấn công cứ điểm của Ma Vương đại nhân. Lúc này ở Thạch Quật, nhưng ở đây không có chút dấu vết chiến đấu nào, quá yên tĩnh. Lúc này Sa Nhã đã xuất hiện trên bầu trời, tham kiến đại nhân. Nếu như có thể cùng Ma Vương qua một đêm, người của ngươi đều đem đến rồi đều đưa đến rồi đại nhân không phải ngài truyền tin nói có dị tộc nhân đột kích sao lẽ nào giải quyết xong rồi ừm đã xong chuyện rồi ồ tên đó đã bị mỹ thuật của cô ấy mê hoặc có điều ngươi thành tâm vậy bảo gì nghe nấy bổn vương cũng phải thưởng cho ngươi một chút mới được đa tạ đại nhân đại điển a à, có luồng khoái cảm mạnh mẽ tuồn lên đầu hắn đang sung sướng thì đã bị sa nhã cắt bay mất đầu ma soái bị giết Đại nhân tại sao lại giết chết thủ lĩnh bọn ta? Cô ta quay lại tiếp tục dùng mị thuật lên bọn chúng. Sai nhã đại nhân, mau đến giết ta. A hổ cùng mọi người xông lên giết đám ma dân còn lại. Bọn chúng cố gắng chống trả, nhưng vẫn bị đội không kỵ xả tên bắn cơ thể như tổ ong. Cảnh chuyển tới bên trong thạch quật. Đại nhân, ba tháng nay, bọn ta đã cứu hai nghìn man tộc chiến sĩ. Ừm, ta còn biết hôm qua có hai vu đồ tấn thăng vu rồi. Đại nhân ngài biết sao? Ta tuy luôn đang tu luyện nhưng chưa từng lơ là về thay đổi ở ngoại giới. Toàn bộ thông qua thần hồn lạc ấn, thâm sâu vào tâm tư của Sa Nhã để hiểu chuyện ngoại giới. Truyền lệnh bảo mọi người chuẩn bị chút, ngày mai khởi hành. Vâng, Sa Nhã cô ở lại. Ma vương ở gần đây nhất, ở đâu? Có một huyết ma tên Bảo Kỳ ở trong thành trì gần đây. Cô ở Thạch Quật, hắn ở thành trì, đãi ngộ khác nhau nhỉ. Bảo Kỳ là trung phẩm ma vương, thực lực mạnh hơn ta một chút chủng tộc của huyết ma thiên phú là gì thông qua vết thương khiến kẻ địch khô máu mà chết biết át chủ bài đối phó sẽ không khó nữa tu luyện ngắn ngủi ba tháng mà đã nhòm ngó đến ma vương rồi tốc độ nâng cao này đáng sợ quá vậy cảnh chuyển tới thành bảo đã có hai bóng người tiến tới ai ma vương đại nhân sa nhã lại dùng mị thuật lên bọn chúng hừ tiện nhân là ai cho ngươi gan đến địa bàn của bổn vương ngông cuồng bên ngoài thành trì man tộc ngươi muốn chết sao tự ý kích sát một vị ma vương các ma thánh đại nhân sẽ không cho phép đâu hắn ta thả xa nhã xuống hôm nay ta đến đây là muốn tìm ngươi thương lượng một việc ta không có gì để nói với ngươi hết cút đi nếu như ngươi đồng ý liên thủ với ta ta có thể hầu hạ ngươi ngươi thật đúng là đê tiện ta chỉ là mị ma mà thôi người dị tộc không dễ đối phó đâu Liên thủ với ngươi mới có cơ hội sống sót. Vì vậy, ta nguyện ý trả bất kỳ giá nào. Mỹ ma ma vương cấp, ta còn chưa từng chơi. Vậy đêm nay ngươi sẽ được như ý nguyện rồi. Man tộc ma hóa này sao cứ luôn nhìn chúng ta vậy? Còn chưa ma hóa hoàn toàn sao? A, à, không ổn, phải mau giả ngốc. Có lẽ là sức mạnh thần hồn có chút lớn mạnh, mặc kệ hắn đi, chúng ta vào trong đi. Bao kỳ chậm đã, đừng gấp vậy mà. Ha 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 đợi lát nữa ai vội còn chưa nói được đâu. Mên âm thầm xuất hiện phía sau. Ai? Mên lao tới sử dụng, diệt thế ma nhãn. Tiện nhân, sa nhã hét lên dùng mỹ thuật vào tâm trí của hắn ta. Sa nhã, tiện tì nhà ngươi dám lừa ta. Ta là mị ma mà, không lừa ngươi thì lừa ai. Nam nhân thối dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Sau đó trong huyền giới châu, đại nhân, xin hãy để ta giết hắn đi ngươi vậy mà lại xưng hô một ma sư làm đại nhân ngươi thật đúng là làm mất hết mặt mũi của ma vương không xứng với thân phận ma vương đại nhân nhà ta lớn mạnh là ngươi không thể nào tưởng tượng đâu bày ra trước mặt ngươi chỉ có hai con đường một là chết hoặc là quy thuận ngươi tự mình lựa chọn đi ha 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 muốn thu phục ta dị tộc nhân ngươi thật ngông cuồng quá rồi đấy đại nhân đừng nhiều lời với hắn hắn đến ma thánh đại nhân cũng dám cãi lại không thể giáo hóa Vậy thì hết cách rồi. Chết cho ta. Mên đã trói chặt thần hồn của hắn lại. Thần hồn của ta. Đậu xanh, vậy mà cường hành trồng xuống thần hồn khắc ấn cho hắn, sao không giết hắn đi chứ? Ta đường đường là ma vương, vậy mà phải làm nô bộc cho kẻ khác, thật nực cười. Nếu không phục, cứ việc tự sát. Đại nhân, có việc gì phân phó? Ta là vu ngưu, ta muốn người của ngươi làm chút việc cho ta. Thuộc hạ của ta có 6-7 nghìn người, đều nghe theo sự sai khiến của đại nhân. Rất tốt, thưởng cho ngươi. Thế này, ngươi đợi lát nữa ra ngoài thì làm thế này. Dạ. À. Tuyệt đối đừng làm hỏng việc, nếu không ngươi sẽ biết tay. Yên tâm, mên dặn dò hắn việc cần làm, lên đường cẩn thận. Cảnh chuyển tới bên trong sơn cốc. Hai, nếu không phải ả à, tiện nhân đó bảo đại nhân vốn sẽ không phái ta ra. Đại nhân, tiện nhân đó qua đây có việc gì? Có một nhánh người dị tộc nhìn chúng cô ta. Đến tìm cứu binh, ngươi dẫn hai nghìn người qua bên đó xem tình hình. Tiện nhân đó chắc chắn hầu hạ bào kỳ đại nhân rất thoải mái, ta cũng muốn thử tư vị mị mà đó. Là ai? Ra đây cho ta. Sai nhã đại nhân, người ở đây. Thật là đến rồi, bào kỳ vẫn rất nghe lời, sao ta có dự cảm không lành vậy? Có địch tấn công, chuẩn bị chiến đấu. Đây là gì? Không kỵ của man tộc đã phong mưa tên giết sạch đám thuộc hạ của hắn từ bên trong khu rừng cũng có thêm người cưỡi thú xuất hiện người dị tộc à tiện nhân đó đâu đầu người của ngươi ta nhận lấy rồi nha sa nhã cắt bay thủ cấp của hắn ta sao lại đại nhân nhiệm vụ đã hoàn thành ừm làm tốt lắm thắng bại đã định tiếp theo lên ma thành cảnh chuyển tới ma thành chờ bao kỳ đại nhân đến diệt hết toàn quân của họ dễ như chở bàn tay Người man tộc thật không biết sống chết, dám đến tấn công ma thành. Bao kỳ đại nhân đã đến. Bao kỳ đại nhân, giết chết họ. Bao kỳ sử dụng sức mạnh của mình. Đánh tan luôn cái cổng thành. Bao kỳ đại nhân. Hai tên đó vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vua của man tộc đã ồ ạt tiến vào, miệng hô to giết giết. Những tiếng hét thất thanh không ngừng vang lên. Bao kỳ chắc cũng sắp kết thúc rồi tiếp theo làm thế nào xa nhã sẽ nói với ngươi sau này hợp tác vui vẻ nha nếu không phải có lời của vu ngưu trước ta mới không nghe lệnh của tiện nhân này không biết ma vương xui xẻo tiếp theo là người nào tiếp theo đại nhân chuyện này có phải nên thương nghị một chút không định như vậy đi ta bế quan cách này hơi quá cực đoan nhỉ lỡ không thành ta có cảm giác chuyện hắn quyết định không ai có thể thay đổi làm theo lời hắn nói đi 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 tìm ma vương khác cảnh chuyển tới một nơi hoang dã nào đó. Ở đây rồi hả? Mên lôi tiểu huyền dưới ra, đặt cánh cửa không gian ở đó. Thì ra thế giới đó là do hạt châu này huyễn hóa ra. Đây rốt cuộc là bảo vật gì vậy, vậy mà lại có được năng lực đặc thù như vậy. Đại nhân, cửa vào này mặc dù huyền diệu, nhưng nếu nói là đi đến nơi cổ thánh ngã xuống, những ma vương kia chưa chắc đã tin. Nếu là thế này thì sao? Mên sử dụng luồng ma khí bao trùm lên bên ngoài cánh cửa. Đại nhân, ngài là ma tộc. Đây là hơi thở chỉ có các ma thánh đại nhân mới sở hữu. Như này là được rồi. Bao kỳ ngồi đó canh cửa đợi các ma vương tiến đến. Các ma vương đã xuất hiện. Lực ma yêu là. Tuyết ma A Sử Nạp. Ảnh ma Ma Kha Thác. Cốt ma Phi Lực. Viêm ma Lai Văn. Sa ma A Chát Khắc. Đều đến đủ rồi chứ. Bao kỳ, nếu như ngươi đã tìm được nơi mà cổ thánh ngã xuống, vì sao không tiến vào xem thử, ngược lại lại mời chúng ta đến. Nơi cổ thánh ngã xuống, cũng có thể có nguy hiểm. Ha ha ha, không ngờ rằng ngươi cũng có sự cẩn thận, cẩn thận là tốt. Chư vị, nếu như đã đến đủ hết rồi, vậy thì còn đợi gì nữa, mau tiến vào thôi. Ừm, gia hỏa nào không đến thì coi như bọn chúng vận khí không tốt. Ai ia đến muộn rồi. Chư vị ca ca, thật là ngại quá. Phi lực đã biến mất khỏi đó. Tiến tới túng cổ xa nhã. Phế vật. Phi lực, ngươi làm gì vậy? Ngươi đã cô phụ sự tín nhiệm của các ma thánh đại nhân, vậy mà vẫn còn mặt mũi mà sống hả? Lẽ nào việc ta bị vu ngưu đại nhân thu phục, đã lộ rồi sao? Vậy mà lại có việc như vậy? Phi lực, nói việc của sa nhã ra cho chúng ta nghe xem. Địa bàn mà ả thống trị đã để dị tộc nhân chiếm lĩnh, thuộc hạ cũng đã chết sạch rồi, lẽ nào không phải là phế vật sao? Ngươi nói xem đây có phải sự thật không? Là sự thật, ta đã cô phụ sự tín nhiệm của các ma thánh đại nhân nể tình ngươi thành thực ta sẽ cho ngươi được ra đi thoải mái đợi đã sa nhã đúng là nên lấy chết tạ tội nhưng trước mắt không bằng để tiện nhân này thay chúng ta làm quân tốt đi đầu cho chúng ta thế nào hả hừ đi đi cho cơ hội chứng minh giá trị của ngươi đấy vậy ta đi đây hừ chư vị tự lo lấy chính mình đi nửa giờ sau sao vẫn chưa ra ngoài chứ chắc không phải đã chết trong đó rồi chứ ra ngoài rồi sa nhã đang làm gì vậy để lộ cái mông ra làm gì vậy? Ta thấy ở đây là câu dẫn chúng ta. Bọn họ nhìn chằm chằm tới dáng vẻ của Sa Nhã. Mau đến giúp đỡ, ta bắt được thánh khí rồi. Cái gì? Ngươi bắt được rồi sao? Thật sự là thánh khí sao? Đang ở trong tay ta. A, à, nó đang chạy vào trong, ta không nắm được nữa rồi. Mau 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 kéo ra đây xem xem. Sa Nhã đã kéo ra hở được chiếc cán trùy. Ma khí trong này còn tinh thuần hơn cả ta thật sự là thánh khí. Đột nhiên cô ấy tuột tay khỏi ma trùy. Bên trong là gì vậy? Có nguy hiểm không? Ta không gặp phải thứ gì cổ quái hết. Bên trong giống như một thế giới đặc biệt vậy. Ta đã nhìn thấy thánh khí, ta còn nhìn thấy thi thể của cổ thánh. Nếu như bên trong không có gì nguy hiểm, mọi người. Ta thay mọi người vào giò đường. Ha ha ha. Ma Kha Thác, ngươi đừng hòng một mình chiếm lấy thánh khí. Ha ha ha. Các ngươi đừng hòng cướp đi bọn chúng vậy mà đều chạy vào trong rồi trong đó rốt cuộc là gì vậy ngươi cũng vào xem không phải là biết rồi sao bên trong bọn chúng đang tranh giành lấy ma binh trùy của mên hai tên đó đã bị cô ta cướp mất ha ha thứ này là của ta rồi giao ra đây phi lực hét lên dừng tay bào kỳ vừa rồi ta không nhìn sai thì chính là ngươi đã gây lên tranh đấu giữa chúng ta ngươi muốn làm gì vậy đúng vậy chúng ta sao lại đánh nhau chứ cổ thánh đâu cổ thánh đâu rồi ngươi cũng coi như là thông minh xem ra ngươi là muốn chết mên xuất hiện cản lại quả cầu lửa từ hắn ngươi là thứ gì vậy nhãi nhép dị tộc cũng dám ở trước mặt chúng ta ngươi ồn ào quá ma cốt phi lực bị mên vung tay đánh bay đi văng vào vách đá phi lực chính là thượng phẩm ma vương người dị tộc ma hóa này sao lại có sức mạnh lớn mạnh vậy chứ mên lấy lại ma binh trùy về đây là của ta. Ma binh trùy đã tột khỏi tay cô ta. Bản Vu Vu Ngưu, ta muốn các ngươi giống như bảo kỳ trở thành người của ta. Kẻ ngông cuồng từ đâu đến, muốn chúng ta làm nô dịch cho ngươi, nằm mơ đi. Bản Ma Vương không hầu hai chủ, cùng lắm thì đồng quy vu tận với ngươi. Có lẽ các ngươi không hiểu ta đang nói gì rồi. A, à, đây là sức mạnh gì vậy? Đó chính là cách nói để các ngươi nghe hiểu. Khô khắc, hắn ta đã được mên cho nổ tan. Hiện giờ, đã nghe rõ chưa hả? Bản Vu, không phải đang trưng cầu ý kiến của các ngươi. Đến ma tâm cũng không còn, khô khắc cứ vậy mà chết rồi sao? Năng lực của ta có hạn, chỉ có thể thu thập 10 nô lệ, cho nên trong số các ngươi có một số ma, bắt buộc phải chết. Vu Ngưu đại nhân, có thể dùng phân thân chi thuật nô dịch 10 ma vương, thật sự lợi hại. Đám ma vương đang suy nghĩ nhìn nhau. Kể cả các ngươi không nguyện thần phục ta cũng có cách khiến các ngươi trở thành nô lệ của ta nhưng dưa cố ép thì không ngọt ta thích có người chủ động hơn đừng nghe hắn nói nhảm chỉ là khua chiêng múa trống mà thôi chúng ta tu vi ma vương thà chết không khuất phục thà chết bất phục đừng làm như ta đang bắt nạt các ngươi vậy ta cho ngươi thời gian mười tức suy nghĩ vì vậy ngươi giết ta đi dù sao bổn vương cũng đã giết không ít dị tộc nhân chết cũng không sao như ý nguyện của ngươi một chỉ đã bắn xuyên giữa chán của hắn đáng ghét nữ nhân muốn chết hay sống Ta à. sa nhã chết chỉ là về vòng tay của đại ma thần mà thôi chẳng có gì đáng sợ ngươi nói thì nhẹ nhàng thật người bị hỏi đâu phải là ngươi nếu chết khó coi vậy không phải làm mất mặt ma tộc chúng ta sao ngươi lẽ nào ngươi muốn sa nhã nguyện tận chung với vu ngưu đại nhân ta trước đó nên giết người ta hỏi lần nữa các ngươi muốn sống hay chết. Đại nhân, ta cũng nguyện tận trung, các ngươi thì sao? Bọn ta không phải lũ phế vật ham sống sợ chết, ra tay đi. Vậy thì, mời đi chết đi. Ma hỏa bất tử, ma tộc bất diệt. Mấy tên xung quanh đã bị diệt, phi lực toát hết mồ hôi, không sao. Ngươi có ý gì? Bọn ta sẽ không thần phục đâu. Ta cần cường giả trong số các ngươi, chứ không cần loại vô dụng. Chỉ vì điều này mà ngươi sỉ nhục bọn họ? trêu chọc bọn họ, sau đó giết họ. Không sai, chính là vì điều này. Còn các ngươi không chịu thần phục, ta có cách. Diệt Thế Ma Nhãn đã quấn quanh lấy cơ thể của bọn chúng. Thần hồn, lạc ấn. Bọn chúng cố gắng chống trả. Ta cần các ngươi làm ba việc. Một, xử lý những thuộc hạ của Ma Vương hôm nay đã giết, ngoài ra chú ý không tiết lộ tin họ chết. Hai, mấy man tộc nhân dưới trướng các ngươi bị chuyển hóa, toàn bộ đưa đến cho ta. Ba, Ta cần ma thú của các ngươi. Làm xong những chuyện này, bọn ta có phải về chỗ ngươi không? Không cần, đợi lúc ta cần sẽ gọi các ngươi. Vị đại nhân này, không phải vừa rồi nói dưa ép thì không ngọt sao? Để bọn ta chết là được rồi, sao phải phí công sức như thế? Dưa ép thì không ngọt, nhưng để giải khát thì được. Vậy nếu có dị tộc nhân tấn công bọn ta thì sao? Bảo thuộc hạ của bản thân đi chết đi, có lẽ không khó chứ? Tuần Mệnh Men đưa các ma vương trở lại bên ngoài, bọn họ nhanh chóng đi làm nhiệm vụ của mình. Ta còn tưởng đại nhân sẽ giống ngày trước, lợi dụng bọn họ để nút chừng thuộc hạ của họ, phong mang quá mạnh không phải chuyện tốt. Đúng rồi, ngươi có biết có một loại côn trùng, chúng ăn chút một trong người ký chủ. Đợi khi ký chủ phát hiện đã trở thành cái xác để mặc côn trùng sử dụng, sau đó sẽ ký sinh trên người một ký chủ khác. Cảnh chuyển tới trong phòng của Man tộc, một tháng này, Vu Ngưu có được sự tiến triển lớn nấy có gần 20.000 chiến sĩ, còn có mấy chục vu sĩ sau khi được chữa trị thì đã khôi phục lại thần trí nữa. Đại nhân Vu vương đại nhân triệu tập tất cả nam man bộ trong vòng 10 ngày tập hợp ở giao hà địa giới. Nói chi tiết hơn đi, sao thế? Trong tin nói, bên đó có mười mấy ma vương hội tụ, vì thế cần sức mạnh tông hợp của tất cả nam man bộ. Mười mấy ma vương, nếu như trong đó có phi lực bọn họ, thì dễ làm rồi. Sai tộc nhân chuẩn bị đi, hai canh giờ sau sẽ xuất phát. Đó. hỏi phi lực xem phía ma tộc có tình huống gì rõ hả nhanh thế à đây là tin tức mà phi lực đã đưa đến trước cái gì sao thế mạc đa đến rồi hắn sao hắn có thể đến ai ma thánh mạc đa ma thánh các ma thánh không phải đang chữa thương sao đây là chuyện gì ma vực các ngươi lúc nào cũng có thể phái ma thánh đến không Giới bích mà đại ma thánh mở ra không thể chứa được quá nhiều ma tộc, nếu không giới bích sẽ không ổn định, khiến chúng ta không trở về được. Mà đa chắc chắn đã phải trả cái giá gì rồi mới có thể xuống nơi này. Phi Lực nói mục tiêu của Mạc Đa chính là đợi sau khi man tộc tập hợp thì sẽ ra tay, diệt sạch nam man bộ một mẻ. Đại nhân, chúng ta không thể qua đó. Đúng thế, đó chính là tự tìm cái chết, chúng ta đừng đi nữa. Đại nhân. Ngược lại, sau khi biết được kế hoạch này, Ta càng phải tăng tốc mới được. Mấy ngày sau đó bên trong hoang dã, sao sói lại đang run rẩy. Bao Kỳ, điểm đen ở trong giao hà địa giới kia là gì? Hắc Diệu, thiên tai của ma vực có sức mạnh ăn mòn cực mạnh, cho dù là ma vương cũng phải nhượng bộ lui binh. Một khi xuất hiện, ngắn thì mấy ngày, dài thì mấy tháng, đại địa sẽ biến mất, pháp tắc thiên địa cũng sẽ bị phá hoại, ma vực chính vì nguyên nhân đó mới suy bại. Nhưng Hắc diệu của ma vực sao có thể xuất hiện ở đây. Dưới hắc diệu đó là tộc nhân của ta. Nửa canh giờ sau, nếu như ta không về thì ngươi dẫn người rời khỏi đây, không được. Xong rồi xong rồi, lần này xong đời rồi, nếu như không phải có lạc ấn thần hồn, ta ước gì ngươi chết sớm siêu sinh sớm đi. Ngươi chết rồi sẽ liên lụy đến. Hả, à, hắc diệu biến mất rồi. Không thể tưởng tượng được, đây chắc chắn là kỳ tích. Giết. Trước mắt có gần 200.000 người đang ở đây, đây chắc là chiến dịch lớn nhất kể từ khi bạo phát chiến tranh giữa hai tộc. Vậy mà, lúc này, một tên man tộc thân hình cao lớn sừng sững ở kia. "Hê hê, Vu Ngưu, ta đã giết mấy chục ma tướng ma xoái rồi, thế nào, lợi hại không?" "Vu Đồ, ngươi chính là một chiến sĩ chân chính." Mê nhớ lại lời cá cược thách đấu lúc trước với Vu Đồ. "Mọi người đều là nam man bộ, nội chiến thì có ý nghĩa gì chứ?" Muốn đánh thì đi đánh với ma dân, đến lúc đó đọ xem ai giết được nhiều ma dân hơn. Ngươi nói cũng có lý. Đúng không, ngươi cũng thấy có lý mà. Ta không phải vì sợ ngươi mới nói vậy đâu. Vậy chúng ta phân cao thấp trên chiến trường. Nói lời giữ lời, bổn vu sẽ không thua ngươi đâu. Ta tưởng rằng ngươi sẽ không đến. Ta vừa đến. Mấy tháng nay ma tộc chết ở vu đồ bộ ta có đến hơn 7.000 người. Ngươi thì sao? Không bằng ngươi. Ha ha, Vậy thì ta đã thắng rồi. Đúng là ngươi đã thắng rồi, còn chống đỡ được nữa không? Không được nữa rồi, ngươi nhìn xem ta đã thành thế này rồi. Người của Vu Đồ Bộ đã chết sạch rồi, ta cũng phải đi tìm bọn họ thôi. Đi thông thả, ta đi tìm Vu Vương đại nhân. Nam Man Bộ tuyệt không diệt vong. Chạy mau, hắn muốn tự phát nổ. Một tiếng nổ vang lên. Nam Man Bộ tuyệt không diệt vong, sau đó là những người còn lại cùng quên sinh với bọn chúng hơi thở của vu vương không ổn kết thúc ở đây rồi sao bảy nghìn chín trăm chín mươi chín không đợi được đến số chẵn rồi nên tiến tới thay ông ấy đạt mốc tám nghìn vu ngưu sao ngươi cũng đến đây vu ngưu bộ không đến chỉ mình ta mà thôi vậy xương và lôi hai người bọn họ đều ổn đại nhân có lời gì cần ta truyền đạt không không cần nữa bọn họ biết chức trách của mình đây là thánh vật cửa nam man bộ ta Mang theo nó, rời khỏi nơi này, Nam Man bộ không thể diệt vong. Đây là. Ngươi có thể làm được không? Nam Man bộ tuyệt đối sẽ không diệt vong. Có câu này của ngươi là đủ rồi, chúng ta sẽ tạo cơ hội để ngươi rời khỏi nơi này, sau đó, ngươi mang theo Vu Ngưu bộ đi tìm những đại bộ lạc khác. Vu đáng sợ là còn không biết tất cả những thứ này đều là thủ đoạn của Ma Thánh, đến nay ta sợ là cũng khó mà thoát khỏi nơi này nữa rồi. Nhưng mà, Nam Man bộ sẽ sống lại ở trong biển lửa ta đảm bảo. Nói với bọn họ những gì mà Nam Man Bộ gặp phải hôm nay, để bọn họ đề phòng. Chuẩn bị xong rồi chứ, Vu Đãng dùng sấm sét lao thẳng tới đám ma dân. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, những người còn sống xông lên hét lớn, giết. Đám ma dân cũng hét to không kém, giết. Là ma vương. Tên ma vương sử dụng ma khí chảm sát những thuộc hạ còn lại của Vu Đãng. Nghĩ cách chạy đi, còn chưa thể để lộ thực lực, từ khi bước vào mảnh chiến trường này đến giờ đã cảm nhận được một cặp mắt đang lén nhìn ta là ma thánh mạc đa nó rất mạnh tuyệt đối không thể manh động lúc này trên chiến trường ở giao hà địa giới pháp tắc ở trong cái hố khổng lồ đó bị hắc diệu phá hoại hư không cấp không ổn định buộc phải rời khỏi hố thì mới có thể thi triển được di chuyển trong chớp mắt có chút bản lĩnh vậy mà lại có thể giết được hơn trăm tộc nhân của ta có điều bây giờ tính mạng của ngươi cũng đi đến tận cùng rồi oa wow nguy hiểm quá, suýt nữa thì chúng chiêu. Giả vờ một lát vậy, có ma thánh ở đây xem ra không dễ gây thêm rắc rối. Mên đó nhận đòn đó, đánh lạc hướng bọn chúng. Hy vọng không thu hút sự chú ý, vận may không tệ, vậy mà có thể chém được câu năng lượng. Vậy tiếp một chiêu nữa của ta. Ta đã giả vờ yếu ớt rồi, sao còn chưa xong vậy? Không phải là vận may, mà là tên dị nhân tộc này đang che giấu thực lực ngươi lại dám khiến ta thất thố, ta phải xé xác ngươi thành trăm mảnh. Mên dùng kiếm cản lại trường thương từ hắn ta. Nếu như không phải giết ngươi sẽ thu hút ma thánh đến, thì làm gì đến lượt ngươi ngang ngược trước mặt ta? Rất tốt, ma thánh đó chỉ là nhìn thôi, không ra tay. Cứ như vậy từ từ lui ra bên ngoài hố, còn đang che giấu thực lực. Còn không dùng hết toàn lực, thì chết dưới thiên phú thần thông của ta đi. Mên sử dụng hố đen, lưu đầy. Đây là hắc rượu đòn của hắn đã phá tan hố đen từ men lưu đầy cũng không chặn được à? Men đổi sang sử dụng long hóa không chặn được cũng may đòn tấn công chỉ phá được lân giáp của ta phòng ngự sau khi long hóa quả nhiên lợi hại hắn rốt cuộc là thứ gì phải chạy thôi hắn vừa quay đầu lại đã bị men đánh xuyên ngược lấy đi trái tim bây giờ mới nghĩ đến chạy men bóp nát trái tim của hắn ta rồi dùng lửa thiêu xác của hắn chết đi hắn ta đã tan biến sau một tiếng nổ. Quả tim thứ hai của hắn vẫn cố gắng bỏ chạy, coi như người gặp may. Cũng coi như rời khỏi hố rồi. Dô, người vu tộc. Ngươi rất thú vị đấy, vậy mà có thể biến đổi hình thái. Người vu tộc, ngươi thú vị lắm, đến thần niệm của ta cũng không thể đánh vào nơi sâu thẳm trong thức hải của ngươi. Chính là ánh mắt này, vẫn luôn âm thầm quan sát ta, hắn chính là Ma Thánh Mạc Đa ngươi tên là gì? Ta là, ông nội ngươi, kèm theo câu nói là một đòn nguyệt nhận chém tới. Hắn ta coi thường dùng tay đón nguyệt nhận của mên. Ý. Cánh tay bị lưu đầy đến hư không, thú vị lắm. Chết, mên lao lên tấn công liên tục lên người hắn, cắt cơ thể tên mạc đa thành nhiều mảnh. Ma thánh đại nhân, chết rồi. Ma thánh có được hơi thở đồng đẳng với đại đế, dễ dàng chết vậy sao? nhưng cảm giác trên tay ta vừa rồi đúng là không phải ảo giác. Không đúng, hắn còn chưa chết. Mà đa xuất hiện sau lưng men, thi triển ma khí ràng buộc. He he, sau khi quay về ta sẽ nghiên cứu cẩn thận. Cái gì, vậy mà lại đột phá được ràng buộc của ta. Men lôi ra sơn hà chung, đi. Men úp hẳn chuông lên người tên Mạc Đa. Trung vang, chấn sơn hà. Men công kích liên tiếp vào bên ngoài chiếc chuông. Thôi vậy, Quả nhiên, vẫn là không giết chết được ngươi. Thủ đoạn và bảo vật mà ngươi thi triển, không phải là man tộc có thể có được. Ngươi đến từ thế giới nào? Ta là Vu Ngưu, Vu Ngưu của Nam Man Bộ. Đến phía ta đi, ta có thể dẫn ngươi đi kiến thức nhiều đại thế giới hơn, đây là thứ mà man tộc không thể cho ngươi. Dẫn theo tộc nhân của ngươi cút khỏi mảnh đất này, nếu không các ngươi sẽ bị diệt vong. Bị diệt vong phải là tộc nhân của ngươi. Uy hiếp của ngươi chẳng có ý nghĩa gì hết. Phục tùng đi ngươi đứng ở nơi này, ngươi sẽ không thoát được đâu. Ta muốn đi, ngươi không giữ được đâu. Vậy thì ngươi đi chết đi, dịch chuyển không gian. Hôm nay Nam Man bộ chết trận 30 vạn. Ngày khác, ma tộc nhất định sẽ phải trả giá. Ha ha, vũ lộ giao phó cho ngươi quả nhiên không sai. Về sau giao hết cho ngươi, vu ngưu, sinh mạng. Hiên tế, vu đẳng tự bảo cơ thể tạo thành một vụ nổ làm dung chuyển đất trời cảnh chuyển tới thành trì man tộc. Đến muộn rồi. Ma tộc ở đây cũng bị đánh lui rồi. Người dị tộc, đây đã là nơi thứ 19 rồi. Một tháng nay, chúng ta đã có mười mấy vạn tộc nhân và năm vị ma vương chết trong tay người dị tộc rồi. Kẻ này chuyên chọn nơi yếu. Năm người chúng ta đồng tâm hiệp lực, chắc chắn có thể lôi được hắn ra. Ta nhớ đây là lãnh địa của ba hãn, nhưng ta lại không tra ra được hơi thở của hắn. Ai đi xem thử hắn thế nào rồi? Ta đi xem thử hắn ta nhanh chân tiến vào bên trong lát sau vẫn không thấy động tĩnh gì đột nhiên thành trì nổ tung mẹ nó đã xảy ra chuyện gì vậy đều cẩn thận một chút người man tộc đang ở nơi này phi lực dẫn bọn họ dò xét bên dưới ở đằng sau một bóng đen lướt qua vang lên những tiếng thét phi lực moi luôn tim của tên đó ra phi lực ngươi đang làm gì vậy men tiến tới trước mặt hai tên tộc nhân còn lại xử lý nốt Đại nhân, tin tức của Mạc Đa, sao ngươi không nói với ta sớm hơn? Hiện giờ hắn có thể phát huy bao nhiêu thực lực? Mạc Đa khi Giáng Lâm đã bị thương, chỉ có thể phát huy 6 7 thành thực lực, nếu như cho hắn thời gian, có thể hồi phục đến đỉnh phong 6 7 thành. Hiện giờ cùng ta đến kích Lưu Bảo. Kích Lưu Bảo? Đại nhân, người thật sự muốn giết 30 vạn ma tộc, ngươi cảm thấy ta đang đủ sao? Không dám. Cảnh chuyển tới kích Lưu Bảo sao lại đột nhiên đến bảy vị ma vương chứ? Mọi người không phải đang chấn thủ ở các lãnh địa sao? Có phải đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Phi lực, ngươi cũng đừng giấu diễm gì nữa, cứ nói thẳng đi. Đúng thế, gọi mấy người ma vương chúng ta tập trung lại là vì gì vậy hả? Trong chúng ta có phản đồ. Trong số chúng ta sao có thể có phản đồ chứ? Có phải đã nhầm rồi không? Ngươi đang đùa sao? Đây là phán đoán của Mạc Đa Đại Nhân đây là thánh khí mà mạc đa đại nhân đã giao cho ta có thể ẩn chiếu nội tâm chỉ cần đứng trước thánh khí tự nhiên sẽ biết ai là phản đồ chư vị mời chỉ có kẻ trong lòng có quỷ mới không dám tiến vào ta mở đầu vậy mà lại đầu quân man tộc thật là không thể tin được biết ai là phản đồ rồi ta nhất định sẽ cho hắn nếm thử ngọn lửa của ta bọn chúng nghe theo tiến vào hết bên trong tiểu huyền giới lúc này bên trong tiểu huyền giới các ngươi mới là phản đồ. Hiện giờ mới biết thì đã muộn rồi. Chết đi. Làm không tồi đại nhân. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn kích lưu bảo. Không một ngọn cỏ, gà bay chó sủa.